mà đọc review về cái sản phẩm mặt nạ bí đao này ở trên mạng ấy là mình đã rước về ngay mọi người. Sau lần đầu tiên khi mình sử dụng cái mặt nạ bí đao của nhà Cucu này, mình chỉ đắp lên trên da khoảng tầm 2 phút là mình đã thấy cái làn da của mình nó châm chích cực kỳ luôn và kiểu nóng rát cả mặt luôn nha mọi người. Cái da mặt của mình ấy nó bị nổi đỏ theo vùng luôn nha mọi người. Đúng cái kiểu bị kích ứng và rất là ngứa luôn. Cuối cùng thì mình đã trở lại với chiếc phông nền đen rất huyền thoại của mình. Trước đây mình đã từng hứa rằng chỉ với cái phông nền đen này thì mình sẽ làm nên lịch sử đấy, mọi người thấy chưa? Bây giờ mình đã hơn 400.000 sắc rồi. Và bây giờ thì mình đã chuyển sang nhà mới và mình đã set up được cái phông nền đen. Công nhận là mình nhớ cái phông nền đen này dã man mọi người ạ. Trong video ngày hôm nay, nhân dịp có cái phông nền mới thì mình sẽ review về một cái nhãn hàng rất là nổi tiếng ở trên mạng và được rất nhiều người quan tâm. Mình sẽ review 11 sản phẩm thuộc nhãn hàng Cocoon. Khi nhắc đến nhãn hàng Cocoon ấy thì chắc chắn là mọi người thường sẽ nghe đến cái cụm từ đó chính là mỹ phẩm thuần chay. Ngoài việc nhấn mạnh những sản phẩm của mình là những sản phẩm mỹ phẩm thuần chay thì nhãn hàng Cocoon này còn nhấn mạnh 100% nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm của nhà Cocoon thì đều có nguồn gốc rõ ràng và an toàn cho làn da. Những sản phẩm của nhãn hàng này thì không thử nghiệm trên động vật. Chỉ với 3 tiêu chí mà hãng Cocoon này muốn nhấn mạnh ấy, thì mình khẳng định rằng bản thân mình rất thích định hướng của nhãn hàng Cocoon này. Khi mà cầm những cái sản phẩm của nhà Cocoon ở trên tay thì mình phải nói thật với mọi người là mình đã phải thốt lên là wow, cuối cùng cũng đã có một cái nhãn hàng Việt Nam người ta đầu tư bao bì sản phẩm thực sự rất là đẹp, từ cái bao bì vỏ giấy ở phía bên ngoài cho đến cái chất liệu nhựa, ngay cả cái nhãn chai này luôn nha mọi người. Người ta cũng in bằng một cái chất liệu cực kỳ cao cấp, bên cạnh đó còn có cả in cả chất liệu nhũ vàng ở bên trên nữa. Và cái tem ở trên cái bao bì sản phẩm này nó được làm bằng một cái chất liệu không thấm nước, cực kỳ bền. Đầu tiên ấy thì mình sẽ review về 5 sản phẩm trong bộ trị mụn có chiết xuất từ bí đao và tràm trà của nhà Cocoon nhé. Mình thấy rằng cái bộ sản phẩm này rất là nổi tiếng ở trên những diễn đàn làm đẹp và mọi người đánh giá rất là tốt về những cái sản phẩm này. Từ xa xưa cho đến nay, trong những cái làng nghề dệt vải thì người ta thường sẽ sử dụng nước ép của quả bí đao để dùng tẩy trắng những loại vải. Đơn giản là bởi vì trong nước ép của quả bí đao tươi thì có tính xà phòng khá là cao. Mọi người hoàn toàn có thể dùng bí đao để làm đẹp nhưng tuyệt đối không dùng bí đao sống nhé. Bí đao cần xử lý qua nhiệt để làm mất đi tính xà phòng của nó, sau đó mới được ứng dụng vào những sản phẩm dưỡng da. Và để nói về công dụng của bí đao trong dưỡng da, mình lấy ví dụ như là trị mụn ở trên da này, bên cạnh đó còn giúp làm sáng da và làm mờ những đốm nám và tàn nhang ở trên da. Rất nhiều những công dụng khác nhau. Còn về tràm trà ấy, thì chắc hẳn là mọi người đã quá quen thuộc đối với những công dụng của tràm trà rồi. Ngoài công dụng là kháng khuẩn này, kháng viêm ở trên da thì tràm trà còn có công dụng là làm giảm ngứa những cái vết thương do côn trùng cắn hay là muỗi cắn, kiến cắn. Nhưng mọi người cần phải lưu ý nhé, không phải ai cũng phù hợp đối với tràm trà. Cho nên nếu như muốn sử dụng những cái sản phẩm có chứa tràm trà ấy thì mình nghĩ rằng mọi người nên test thử. Nếu như không thấy cái vùng da đấy có tình trạng rát da hay là kích ứng da thì mọi người mới trực tiếp sử dụng lên mặt nha. Đầu tiên mình sẽ review cho mọi người về sản phẩm gel bí đao rửa mặt nha. Sản phẩm này thì có giá là 175.000 với dung tích là 140ml. Mặc dù đối với dung tích là 140ml không phải là ít, thế nhưng khi mà cầm ở trên tay mọi người sẽ cảm giác như kiểu là nó nhỏ hơn rất là nhiều so với những cái tiếp sữa rửa mặt mà mình thường sử dụng ấy. Sản phẩm này thì có chất gel màu vàng nâu nhạt và có mùi thơm tràm trà rất là nhẹ nhàng, khi sử dụng ở trên da cảm thấy rất là thoải mái luôn. Và bên cạnh đó thì có tạo bọt nhưng mà không quá nhiều, không giống như những cái sản phẩm gel rửa mặt chỉ sử dụng được buổi sáng thì cái sản phẩm này mọi người có thể sử dụng được cả tối và sáng luôn. Khi rửa mặt xong nó sẽ không để lại cảm giác khô căng ở trên da mà mọi người sẽ cảm nhận được đó chính là cái làn da của mọi người có một độ ẩm nhất định. Độ pH của sản phẩm này là 5.5, rất là chuẩn luôn, phù hợp với mọi loại da. Nhãn hàng Cocoon còn nhấn mạnh là trong sản phẩm này không hề có chứa sunfat này, paraben này, hương liệu, và mình check trong bảng thành phần cũng không có cồn luôn. Những bạn đang có tình trạng da dầu mụn, nếu như sử dụng cái sản phẩm này lâu dài ở trên da thì nó cũng sẽ có hiệu quả kiềm dầu rõ rệt, giúp làm sạch sâu ở trên da, giảm tình trạng mụn. Bởi vì ở trong cái bảng thành phần của sản phẩm này mình còn thấy có cả salicylic acid nữa. Sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình khẳng định với mọi người đây là một cái sản phẩm gel rửa mặt rất đáng mua với giá là 175.000 đồng. Thỉnh thoảng còn được giảm giá xuống 150.000 thì mình cảm thấy quá là hợp lý luôn, cho nên mọi người có thể thử sử dụng nhé. Sản phẩm thứ hai mà mình sẽ review trong bộ trị mụn của nhà Cocoon đó chính là nước bí đao cân bằng da. Cũng giống như sản phẩm gel rửa mặt bí đao thì sản phẩm này có giá thành là 175.000 với dung tích là 140ml. Cái chất của sản phẩm này nó rất là lỏng, nó chỉ đặc hơn nước một chút xíu thôi nha mọi người. Và khi xoa ở trên da mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó cấp nước cho da rất là tốt, thấm vào da rất là nhanh bởi vì nó có nền nước mà nó để lại một cái độ ẩm mịn ở trên da. Bên cạnh đó cả 5 cái sản phẩm trong bộ tràm trà này thì nó đều có một mùi hương chung, đó chính là mùi hương tràm trà. Đây là một trong những cái sản phẩm có mùi tràm trà khá là nhẹ nhàng. Trong bảng thành phần của sản phẩm này thì đứng đầu sẽ là water này, đứng thứ hai sẽ là niacinamide là vitamin B3 và đứng thứ ba sẽ là có chiết xuất từ bí đao, bổ sung một loạt những chiết xuất dưỡng ẩm và làm dịu da. Mình lấy ví dụ như là glycerin này, chiết xuất từ rau má này, allantoin này và sodium hyaluronate. Đối với cá nhân mình ý, thì cái bảng thành phần này thực tế nó rất là đẹp luôn, không có cồn, không có paraben,
không có chất tạo mùi khi sử dụng ở trên da thì mình không hề thấy có bất cứ cái tình trạng kích ứng nào ở trên da. Đối với bảng thành phần như thế này và kết cấu sản phẩm rất là thoáng nhẹ ở trên da thì đây là một cái sản phẩm rất phù hợp đối với những bạn có làn da dầu mụn. Nhưng để nói về chất lượng có tốt quá hay không ấy, thì mình nói rằng nó chỉ nằm ở cái mức gọi là ổn thôi. Đây đơn giản chỉ là một cái sản phẩm nước cân bằng da giúp cấp nước ở trên da và bên cạnh đó kháng khuẩn nhẹ, giảm viêm ở trên da. Cho nên đối với giá là 175.000 đồng, mình nghĩ rằng mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn cái sản phẩm này. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mà cá nhân mình nghĩ mình rất là thích luôn. Sản phẩm này có tên gọi là tinh chất bí đao hay mình còn gọi là serum bí đao của nhà Cocoon. Sản phẩm serum bí đao này thì có giá là 220.000 trên dung tích là 70ml. Giá thành như này khá là hợp lý, nhưng mà vì cái chất của cái sản phẩm này thực tế nó rất là lỏng cho nên khi sử dụng ở trên da mọi người sẽ thấy nó hao cực kỳ luôn. Cũng giống như những cái sản phẩm còn lại thì cái chai serum này nó có một cái mùi chàm chà khá là nhẹ nhàng. Khi xoa ở trên da mình không hề thấy nó gây ra cái tình trạng là châm chích hay kích ứng ở trên da. Khi mà nói rằng cái sản phẩm này là sản phẩm serum bí đao thì có thể mọi người sẽ nghĩ là cái chất của sản phẩm này nó đặc, nhưng mà khi sử dụng ở trên da mọi người sẽ thấy là nó lỏng như nước luôn mọi người ơi, và thực tế là nó thấm rất là nhanh luôn. Nó có cái nền nước cho nên khi xoa trên da mọi người sẽ thấy là có một cảm giác mát và bên cạnh đó nó rất là thông thoáng. Đối với cái chất serum nó lỏng như thế này thì mình thấy rằng cái sản phẩm này nó rất là phù hợp đối với những bạn da dầu, nhưng mà đối với cá nhân mình, bởi vì mình là làn da khô mà, cho nên khi sử dụng cái sản phẩm này vào ban ngày mình vẫn thấy nó không cung cấp đủ độ ẩm cho làn da. Cho nên đối với những bạn có làn da khô như mình muốn sử dụng cái sản phẩm này thì mọi người nhớ là chúng ta phải cấp ẩm thật là kỹ nha. Ở trên bao bì của sản phẩm này thì nhấn mạnh rằng trong cái sản phẩm này có chứa 7% niacinamide, đối với hàm lượng là 7%, không quá thấp, không quá cao. Khi sử dụng ở trên da mình không hề thấy tình trạng kích ứng da và bên cạnh đó mình vẫn thấy có hiệu quả rất là rõ ràng. Thành phần chính của sản phẩm này đầu tiên sẽ là nước này, đứng thứ hai sẽ là niacinamide là vitamin B3 này, giúp làm giảm tình trạng mụn ở trên da và bên cạnh đó giúp dưỡng ẩm da, chống lão hóa. Đứng thứ ba của bảng thành phần sẽ là salicylic acid luôn. Cho nên khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da mọi người sẽ thấy rằng những con mụn của mọi người nó sẽ khô cồi rất là nhanh và bên cạnh đó nếu như đang có tình trạng mụn viêm ở trên da nó sẽ giúp giảm viêm và giúp kháng khuẩn ở trên da. Bên cạnh rất nhiều những ưu điểm như vậy thì sản phẩm này nó cũng sẽ có nhược điểm nha mọi người. Đầu tiên là vì cái chất của sản phẩm này thực tế nó rất là lỏng cho nên khi sử dụng mọi người sẽ cảm thấy nó rất là hao. Sản phẩm này nếu như sử dụng lên những cái phần mà con mụn mình mới nặn hoặc là vết thương hở do có chứa chàm chà ấy, cho nên mình cảm thấy nó hơi châm chích nhẹ thôi nhưng không phải là tình trạng kích ứng. Chốt lại đối với giá là 220.000 với dung tích là 70ml với bảng thành phần rất là đẹp, mình nghĩ rằng đây thực sự là một sản phẩm rất đáng thử. Tiếp theo đó mình sẽ review về sản phẩm mặt nạ bí đao của nhà Cocoon nha mọi người. Khi mà đọc review về cái sản phẩm mặt nạ bí đao này ở trên mạng ấy là mình đã rước về ngay mọi người. Sau lần đầu tiên khi mình sử dụng cái mặt nạ bí đao của nhà Cocoon này, mình chỉ đắp lên trên da khoảng tầm 2 phút là mình đã thấy cái làn da của mình nó châm chích cực kỳ luôn và kiểu nóng rát cả mặt luôn nha mọi người. Cái da mặt của mình ấy nó bị nổi đỏ theo vùng luôn nha mọi người, đúng cái kiểu bị kích ứng và rất là ngứa luôn. Có thể là vì cái hàm lượng chàm chà trong cái sản phẩm này khá là cao cho nên khi bôi ở trên da thực tế là mình cảm thấy nó châm chích, nó rát như kiểu cái da mặt của mình bị bỏng luôn ý mọi người. Và để nói về cái chất của cái mặt nạ bí đao này, nó ở dạng chất kem mịn và khi đắp cái mặt nạ này ở trên da mọi người sẽ thấy rằng nếu như nằm trong phòng điều hòa cái mặt nạ này nó sẽ khô đi khá là nhanh. Nếu như khi kỳ ở trên da mọi người sẽ thấy là cái mặt nạ này nó ra nhiều ghét luôn ý mọi người. Cho nên khi đắp cái mặt nạ này mọi người vẫn phải đắp một lượng mặt nạ khá là dày để tránh cái việc là nó khô đi. Khi nói đến cái giá của sản phẩm này là 115.000 mọi người sẽ cảm thấy là giá cả nó rất là hợp lý. Nhưng mà khi cầm cái hũ mặt nạ bí đao này ở trên tay mọi người sẽ thấy rằng là nó cực kỳ đắt luôn, vì cái sản phẩm này nó chỉ có dung tích là 30ml thôi. Và nếu như đắp mặt nạ mà gọi là tiết kiệm lắm ấy, chỉ đắp được khoảng tầm 4-5 lần. Mình thấy có nhiều bạn ở trên mạng bảo là sẽ đắp được cái mặt nạ này khoảng tầm 10 lần nên mình không hiểu vì sao. Cái sản phẩm này nó cũng có mùi hương chàm chà khá là nhẹ nhàng. Để không đánh giá oan về cái sản phẩm này ấy, là mình đã cho Mạnh thử sử dụng cái sản phẩm này. Đối với Mạnh là một người rất ít sử dụng mỹ phẩm và da của Mạnh thì khá là khỏe ấy. Bình thường Mạnh chỉ sử dụng sữa rửa mặt thôi. Thì Mạnh sau khi sử dụng ấy chỉ cảm nhận là cái làn da nó hơi man mát nhẹ nhàng. Theo như trong hướng dẫn của hãng Cocoon ấy, thì hãng Cocoon có đề nghị là nên sử dụng cái mặt nạ này từ 4-5 lần một tuần. Thì mình nói nếu như sử dụng cái mặt nạ này 4-5 lần một tuần là tan mặt luôn. Bởi vì cái độ pH của sản phẩm này nó khá là cao, từ 8-8.5, và nó còn lưu lại ở trên da 20 phút sau khi rửa mặt xong. Nó rít cực kỳ luôn và sau đó da mặt của mọi người sẽ bị đổ dầu rất là nhiều. Để nói về ưu điểm nhá, thì cái bao bì của sản phẩm này thực tế nó rất là đẹp, nhỏ gọn và khi cầm ở trên tay nó rất là chắc luôn. Làm bằng một chất liệu thủy tinh khá là dày và nặng tay và đó là ưu điểm duy nhất nha mọi người. Cho nên ý, chắc chắn là mình sẽ không mua lại cái sản phẩm này nha mọi người lưu ý nhá. Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm mà mình cảm thấy không ưng ý đến từ hãng Cocoon. Đây là sản phẩm dung dịch chấm mụn bí đao. Sản phẩm này có giá thành là 95.000 đồng với dung tích là 5ml. Những cái thành phần chính ở trong sản phẩm này đầu tiên sẽ là nước nhé. Đứng thứ hai của bảng thành phần sẽ là propanediol, đây là một cái chất dung môi ở trong sản phẩm. Đứng thứ ba của bảng thành phần sẽ là một chất hoạt động bề mặt. Thứ tư của bảng thành phần sẽ là glycerin.
Thứ năm của bảng thành phần sẽ là chiết xuất từ rau má. Đứng thứ sáu của bảng thành phần sẽ là pentylen glycol, là một hoạt chất giữ ẩm này. Và đứng thứ bảy của bảng thành phần sẽ là một cái chất ổn định pH ở trong sản phẩm. Và đứng thứ tám của bảng thành phần mới là salicylic acid nha mọi người. Còn những cái chiết xuất từ thiên nhiên trong cái bảng thành phần này nó đứng ở phía sau, cho nên mình xin phép không liệt kê. Để nói về ưu điểm của sản phẩm này nhá, thì cái sản phẩm này nó cũng có cái bao bì rất là đẹp, được làm bằng chất liệu nhựa và thủy tinh, cầm rất là chắc tay luôn. Và đó cũng là ưu điểm duy nhất. Còn về nhược điểm thì cái sản phẩm này nó có rất là nhiều nhược điểm luôn. Nhược điểm đầu tiên thì mình nghĩ rằng đó chính là cái chất của sản phẩm này. Cái chất của sản phẩm này thực tế nó rất là lỏng luôn, nó lỏng như nước luôn đấy mọi người. Khi dùng ở trên da cảm giác nó không xi nhê một chút gì luôn. Và bên cạnh đó cái đầu nhỏ của sản phẩm này thì thực tế nó rất là khó lấy. Lúc thì nó bị tắc, còn lúc mà chúng ta bỏ cái bông ra đây để lấy cái sản phẩm ra thì nó lại chảy ồ ồ ra ấy mọi người, không thể kiểm soát được luôn. Để nói về hiệu quả của sản phẩm này thì mình đã thử sử dụng cái sản phẩm này cho một vài những con mụn bọc mà mình có ở dưới cằm ấy, thì mình nói thật với mọi người luôn là về cái hiệu quả của sản phẩm này nó rất là mờ nhạt luôn. Để nói về cái hiệu quả giảm sưng viêm và bên cạnh đó giúp đẩy mụn ấy, thì nó quá là nhẹ, gần như là không có luôn nha mọi người, dùng cực kỳ vô thưởng vô phạt luôn. Chốt lại, sản phẩm này có giá thành quá cao so với chất lượng, và chất lượng của sản phẩm này thì không rõ ràng, cho nên chắc chắn là mình sẽ không mua lại. Tiếp theo đó thì mình sẽ review hai sản phẩm chăm sóc tóc đến từ nhà Cocoon. Một sản phẩm là nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi và một sản phẩm là serum phục hồi tóc Sachi. Đầu tiên là mình sẽ review về nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi này nhá. Mọi người có thể thấy là mình đã sử dụng cái sản phẩm này gần hết rồi, chỉ còn lại một tí xíu ở phía dưới đáy thôi. Phải công nhận là mình rất chăm sử dụng cái sản phẩm này bởi vì cách sử dụng nó quá là đơn giản. Sau khi mà gội đầu xong ấy, mọi người sấy cho tóc hơi khô một chút xíu, xong rồi mọi người cứ lật tóc lên, mọi người xịt ở phần dưới gốc như thế này này. Và mọi người lưu ý nhé là ở trong cái sản phẩm này nó sẽ có hai lớp, một lớp dầu và một lớp nước. Nhưng khi xịt lên tóc ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng nó không hề làm tóc của mọi người bị bết luôn. Nếu như để nói rằng tóc mình dày và khỏe hơn 100% đến từ cái sản phẩm này thì mình nghĩ rằng nó không chính xác cho lắm. Chắc chắn nó sẽ liên quan đến cái vấn đề ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ ra làm sao. Nhưng mà về cơ bản sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình khẳng định với mọi người, mình thấy rằng cái phần này của mình này, đây mọi người có thể thấy nhá, là tóc con mọc lên rất là nhiều luôn nha mọi người. Đầu tiên để xét về ưu điểm nhá, sản phẩm này có giá thành hợp lý đối với một cái chai có dung tích là 140ml như thế này. Và với giá là 145.000 thì mọi người sẽ sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 2 tháng, hơn 2 tháng. Bên cạnh đó sản phẩm này nó có cái mùi hương tinh dầu bưởi rất là nhẹ nhàng. Khi sử dụng cái sản phẩm này để xịt lên trên tóc, mọi người sẽ cảm thấy cái mùi hương này thực tế nó rất là thiên nhiên, nó rất là thư giãn luôn. Sau khi mình sử dụng gần hết một chai thì mình khẳng định nhá là cái hiệu quả kích mọc tóc và bên cạnh đó làm khỏe cái chân tóc này của sản phẩm nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi này của nhà Cocoon thực tế nó rất là rõ ràng. Đó là về ưu điểm nhá. Còn về nhược điểm thì hãng Cocoon này chắc chắn phải cải thiện cái đầu vòi xịt này. Bởi vì khi xịt lên tóc ấy thì mọi người sẽ thấy là lúc nó xịt được, lúc nó không. Và bên cạnh đó cái đầu vòi xịt này thực tế nó rất là cứng luôn, rất là khó xịt. Chốt lại, đối với giá là 145.000 cho một cái chai 140ml như thế này, giá thành cực kỳ hợp lý, mọi người có thể thử nhé. Tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm chăm sóc tóc đến từ nhà Cocoon có tên gọi là serum phục hồi tóc Sachi. Sản phẩm này thì có giá là 125.000 với dung tích là 70ml. Thực tế là khi sử dụng mọi người chỉ cần bơm ra 3-4 giọt cho nên nó rất là tiết kiệm luôn. Về thực tế khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình cảm thấy rằng cái sản phẩm này nó không đặc biệt cho lắm. Ưu điểm đầu tiên ấy thì cái sản phẩm này có giá thành khá là rẻ. Bên cạnh đó là cái chất của sản phẩm này rất là đặc cho nên khi sử dụng nó khá là tiết kiệm. Để đánh giá về mùi hương của sản phẩm ấy thì mỗi người một gu, có người sẽ thích cái mùi hương thảo mộc này, có người không. Nhưng mà về cơ bản khi mình sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì mình cảm thấy rằng cái mùi thảo mộc này nó rất là thư giãn luôn. Khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình cảm thấy sản phẩm này nó có một vài cái nhược điểm như sau. Thứ nhất là về cái hiệu quả giữ mượt tóc và phục hồi tóc thì không rõ ràng. Khi mà cho cái sản phẩm này ra tay xoa đều và vuốt lên tóc ấy, thì đầu tiên mọi người sẽ cảm thấy rằng cái sản phẩm này nó có kết cấu khá đặc và nó sẽ làm cho cái đuôi tóc của mình hơi bóng lên. Nhưng chỉ sau khoảng tầm 5-10 phút nhá, thì mọi người sẽ cảm thấy rằng cái tinh dầu này nó khô đi rất là nhanh và cái đuôi tóc của mọi người nó sẽ không còn cảm giác mềm mượt và nó vẫn khô như vậy. Mặc dù cái kết cấu của sản phẩm này nó khá là đặc và dầu luôn, nhưng mà khi bôi lên trên tóc thì mọi người sẽ thấy rằng cái hiệu quả dưỡng mượt tóc và phục hồi tóc của nó thực tế nó không có nhiều. Bảng thành phần của sản phẩm này thì mình thấy chủ yếu sẽ là silicone này, sau đó bổ sung một vài những chiết xuất dầu như là chiết xuất dầu Sachi này, chiết xuất dầu đậu nành này, chiết xuất dầu dừa này, dầu ô liu này và dầu maca, rất nhiều loại dầu khác nhau. Nhưng mà cơ bản khi sử dụng lên trên tóc ấy, thì mình thấy rằng sau khi tóc mình khô đi, mình cảm thấy nó không phục hồi được tóc của mình quá nhiều. Cho nên mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm mà mình sẽ không recommend cho mọi người, mình cảm thấy nó quá bình thường so với giá tiền ấy. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về bộ đôi sản phẩm có chiết xuất từ nước hoa hồng, một sản phẩm là nước tẩy trang hoa hồng và một sản phẩm là nước hoa hồng giúp cấp ẩm và làm mềm da. Đầu tiên là mình sẽ review về sản phẩm nước hoa hồng nhé. Sản phẩm này thì có giá là 175.000 cho dung tích là
140ml. Ở trên website của hãng thì nhấn mạnh rằng sản phẩm này sẽ có những công dụng như sau: cấp ẩm sâu, giúp làn da luôn rạng rỡ, căng bóng và mịn màng, cân bằng độ pH, làm sạch sâu những bụi bẩn còn sót lại trong lỗ chân lông, giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông to và làm mềm, làm dịu da. Cái chất của cái sản phẩm nước hoa hồng này thực tế nó khá là đặc luôn nha mọi người, nó cấp ẩm rất là tốt luôn. Khi sử dụng ở trên da mọi người sẽ thấy rằng nó có một cái mùi hương hoa hồng khá là nhẹ nhàng. Trong cái sản phẩm này thì nó không hề có chất tạo mùi, không có paraben và cũng không có cồn luôn. Cho nên mình nghĩ rằng cái sản phẩm này sẽ rất là thích hợp đối với những bạn có làn da khô và nhạy cảm. Về kết cấu của sản phẩm này thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó có cái màu nâu nha mọi người, và bên cạnh đó ở trong này sẽ có cánh hoa hồng. Những bạn nào mà đang có làn da khô ấy, khi sử dụng cái nước hoa hồng này lên, mọi người sẽ thấy là cái làn da của mọi người nó được dịu xuống ngay tức thì, và bên cạnh đó nó sẽ cấp ẩm cho da rất là tốt. Đó là về ưu điểm nha. Còn về nhược điểm ấy thì cái sản phẩm này có giá thành hơi cao với dung tích quá ít. Khi sử dụng cái sản phẩm này, mọi người lưu ý là chúng ta nên đổ ra tay sau đó vỗ lên trên mặt thì sẽ sử dụng được lâu hơn. Nếu như sử dụng cùng với bông tẩy trang thì mình nghĩ rằng cái chai nước hoa hồng này mọi người sử dụng không đến một tháng là nó đã hết sạch rồi. Về cái hiệu quả sẽ khít lỗ chân lông của sản phẩm này thì mình cảm thấy nó không quá rõ ràng. Bỏ qua cái vấn đề là giá thành cao và dung tích ít thì về cơ bản mình thấy rằng mình khá là thích cái nước hoa hồng này luôn, cho nên nếu như mọi người có cơ hội thử sử dụng thì mọi người có thể cân nhắc nhé. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về sản phẩm nước tẩy trang hoa hồng đến từ nhà Cocoon. Cả hai cái sản phẩm nước tẩy trang hoa hồng và nước hoa hồng này nó đều có cánh hoa hồng ở bên trong. Trong bảng thành phần mọi người có thể thấy là có rất nhiều những hoạt chất giúp giữ ẩm ở trên da như là glycerin này, có chiết xuất từ hoa hồng, có panthenol là B5 này giúp làm dịu da, allantoin cũng làm giảm kích ứng ở trên da. Và bên cạnh đó ở trong cái bảng thành phần của sản phẩm này còn có lactic acid giúp tẩy da chết nhẹ nhàng ở trên da. Khi mình sử dụng cái nước tẩy trang hoa hồng Cocoon này ở trên da thì mình cảm thấy nó khá là nhẹ dịu và không hề gây kích ứng gì ở trên da mình cả. Đó là ưu điểm nhá. Nhưng còn về nhược điểm thì mình thấy rằng cái nước tẩy trang hoa hồng của nhà Cocoon này nó tẩy trang không tốt. Đơn giản đối với những make up lâu trôi, mình lấy ví dụ điển hình như là cái eyeliner ấy, thì đối với cái nước tẩy trang hoa hồng Cocoon này ấy, mọi người cũng phải mất khá là nhiều thời gian để có thể làm sạch được. Cho nên khi sở hữu cái nước tẩy trang hoa hồng này, chắc chắn mọi người sẽ phải mua thêm một cái sản phẩm tẩy trang cho mắt và môi chuyên dụng nha. Đối với quan điểm cá nhân mình, một cái sản phẩm nước tẩy trang nó phải làm sạch tốt ở trên da thì mọi người hoàn toàn có thể thử sử dụng những cái sản phẩm nước tẩy trang khác để mang lại cái hiệu quả tẩy trang tốt hơn cái sản phẩm nước tẩy trang hoa hồng đến từ nhà Cocoon này nha. Tiếp theo đó thì mình sẽ review về hai sản phẩm chăm sóc da body đến từ nhà Cocoon. Đầu tiên thì mình sẽ review về sản phẩm gel tắm bí đao với tinh dầu xả chanh, tinh dầu bạc hà. Với giá là 245.000 đồng cho dung tích là 300ml thì mình cảm thấy nó khá là hợp lý. Nói chung là mình đã sử dụng cái chai này khá là nhiều rồi. Ở trên bao bì của sản phẩm này nhấn mạnh rằng sản phẩm gel tắm bí đao đến từ nhà Cocoon này không có chứa triclosan. Đây là một cái hoạt chất kháng khuẩn có khả năng gây ra ung thư nhá. Tiếp theo đó là không có paraben. Sản phẩm này thì có chất gel màu vàng nâu, khi xoa trên da mọi người sẽ cảm thấy rất là trơn luôn và không tạo bọt quá nhiều. Sau khi tắm xong mọi người sẽ cảm thấy cái làn da của mọi người nó sạch mịn, nó không giống như những cái sản phẩm sữa tắm mà tắm xong cảm giác nó hơi bị nhớt nhớt ấy. Nó sẽ có một cái độ sạch ở trên da và nó không quá rít nha mọi người. Còn về cái hiệu quả giảm mụn lưng ấy, bởi vì mình không có quá nhiều mụn lưng cho nên mình cũng không biết là sau khi sử dụng cái sản phẩm này nó có cải thiện được nhiều hay không. Nhưng mà về cơ bản cứ hôm nào mà cái da của mình nó cảm giác hơi ngứa ngứa hoặc là mình đi ngoài đường bị dính lông sâu ấy mọi người, sau khi tắm cái sản phẩm này thì cái làn da của mình nó dịu xuống rất là nhanh. Nếu như bạn nào muốn trải nghiệm cái mùi hương thư giãn như ở spa ấy, thì mọi người hãy thử sử dụng cái gel tắm bí đao đến từ nhà Cocoon này, bởi vì thực tế cái mùi hương xả chanh của trong cái sản phẩm này nó rất là thư giãn luôn. Sản phẩm này nó cũng sẽ có hai cái hạn chế nha mọi người. Đầu tiên đó chính là trong sản phẩm này nó có chứa potassium hydroxide. Nếu như sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa hàm lượng potassium hydroxide có nồng độ cao ấy, thì có thể sẽ gây ra hiện tượng là kích ứng da và ăn mòn da, cho nên mọi người lưu ý nhé. Nhưng mà về cơ bản khi mình sử dụng cái sản phẩm này ở trên da thì mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Bên cạnh đó là độ pH của sản phẩm này khoảng tầm 8, cho nên khi sử dụng ở trên da sau khi tắm xong mọi người sẽ cảm giác nó khá là sạch. Mình vẫn mong muốn rằng là hãng Cocoon này sẽ giảm cái độ pH ở trong cái sản phẩm này xuống để giảm thiểu cái tình trạng làm khô da ấy mọi người. Chứ còn về cơ bản mình rất là thích cái sản phẩm này luôn. Các bạn có thể thử trải nghiệm cái sản phẩm này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ review về sản phẩm mà mình thích nhất. Lý do vì sao mà mình để đến cuối cùng mình mới review cái sản phẩm này là bởi vì trong video ngày hôm nay mình sẽ có lên đến là 10 phần quà giveaway để mọi người thử trải nghiệm sản phẩm này, xem là cái lời mình nói nó có chính xác hay không. Đây là sản phẩm làm sạch da chết cơ thể có chiết xuất từ cà phê Đắk Lắk, mà mình hay gọi ngắn gọn là đây là sản phẩm tẩy da chết cà phê đến từ nhà Cocoon. Cái cặp đôi sữa tắm và tẩy da chết này thì mình đã sử dụng từ khá là lâu rồi, nhất là cái sản phẩm tẩy da chết cà phê này. Đây mình cho mọi người xem này, là mình đã sử dụng hết sạch cái hũ này luôn, và khi mà mở ra ấy,
thì mình phải nói thật với mọi người là mình thèm uống cà phê dã man luôn. Nếu như mọi người thử sử dụng cái sản phẩm này một lần thì mình khẳng định với mọi người nó là cái cảm giác phê chữ ê kéo dài luôn nha mọi người. Sự thật là mình chưa bao giờ nghĩ một cái nhãn hàng Việt Nam có thể làm ra một cái sản phẩm tẩy da chết mà nó chất lượng như thế này với giá thành cực kỳ hợp lý. Với cái hũ có dung tích là 200ml như thế này thì chỉ có giá là 115.000 đồng thôi. Và cái hũ này nếu như sử dụng khéo léo và tiết kiệm thì mình khẳng định là mọi người có thể sử dụng được khoảng tầm 10 lần nha mọi người. Mỗi tuần mọi người chỉ cần tẩy da chết từ 1 đến 2 lần thì chắc chắn là mọi người cũng hiểu rằng cái hũ này sẽ sử dụng được khá là lâu. Về cái chất của sản phẩm này thì nó khá là đặc. Và khi massage kỹ ở trên da, mọi người sẽ thấy rằng cái màu của sản phẩm này nó sẽ chuyển từ màu nâu đậm sang cái màu trắng hơi đục đục nha mọi người. Và cái hiệu quả rõ ràng nhất khi mình sử dụng cái sản phẩm này đó chính là cái hiệu quả làm mịn da của nó cực kỳ tốt luôn. Và sau khi sử dụng cái sản phẩm này, thoa kem nó rất là thấm. Nếu như kết hợp với những cái loại sữa dưỡng thể, mà nhất là cái sữa dưỡng thể Vaseline Healthy White, cái sữa dưỡng thể thần thánh mà mình đã sử dụng bao nhiêu năm nay, nói chung kết hợp cả hai combo này, mình phải nói thật với mọi người luôn, sau 2 tháng mọi người sẽ thấy cái làn da của mọi người sáng lên mơn mởn cực kỳ luôn. Và nếu như duy trì sử dụng trong vòng tầm từ 5 đến 6 tháng, mình khẳng định mọi người sẽ thấy cái làn da của mọi người trắng lên rõ ràng luôn. Nhưng mà mình khẳng định nha là nó không thể nào trắng bóc, trắng bợt như kiểu là kem trộn đâu, mà nó sẽ trắng sâu từ bên trong da. Và mọi người sẽ cảm nhận là cái làn da của mọi người nó sáng lên cực kỳ rõ ràng luôn, mà kiểu sáng khỏe ấy mọi người. Có quá nhiều ưu điểm như vậy thì cái sản phẩm này nó có nhược điểm gì không? Chắc chắn là có. Nhược điểm đầu tiên đó chính là cái kích thước hạt cà phê ở trong cái sản phẩm này nó khá là to. Đối với những cái vùng da dày ở trên cơ thể thì không sao, nhưng cái phần da ở trên cổ này, nếu như mọi người massage kỹ, mọi người sẽ thấy rằng cái vần da ở cổ này nó hơi đỏ lên. Nhất là đối với những bạn nào đang có cái tình trạng da bị mụn viêm thì các bạn lưu ý là khi sử dụng cái sản phẩm này, tránh cái việc chúng ta massage quá kỹ để gây tổn thương ở trên da, thì cái tình trạng mụn của mọi người nó sẽ trầm trọng thêm ấy nhá. Nhược điểm tiếp theo đó chính là bởi vì kích thước hạt cà phê trong cái sản phẩm này nó hơi to, cho nên khi tắm xong mọi người sẽ thấy rằng nó đọng lại ở trong nhà tắm rất là nhiều, khá là khó để vệ sinh. Cho nên mình mong rằng hãng Cocoon sẽ giảm cái kích thước của hạt cà phê xuống một chút xíu thôi, không cần phải quá mịn. Nếu như mà quá mịn thì nó sẽ không tẩy da chết được ở trên da đâu. Nếu như mọi người hỏi mình là có mua lại cái sản phẩm này hay không ấy, thì mình khẳng định với mọi người là mình sẽ mua đi mua lại, mua mãi mua hoài cái sản phẩm này phải đến 1.000 lần luôn. Bây giờ mình đang rất nghiện cái sản phẩm này luôn. Và như mình đã chia sẻ ở cuối video ngày hôm nay, mọi người sẽ có 10 phần quà giveaway. Mỗi phần quà sẽ là một hộp tẩy da chết có chiết xuất từ cà phê đến từ hãng Cocoon. Thể lệ tham dự giveaway lần này như thế nào như thường lệ thì mình sẽ đặt ở ngay bên dưới phần mô tả video. Mình rất mong là mọi người có cơ hội trải nghiệm cái sản phẩm này, giá thành không quá cao nhưng mà thực sự là cái hiệu quả của nó mang lại rất là rõ rệt. Ok, vậy là xong, mình đã review 11 sản phẩm đến từ nhà Cocoon. Bây giờ mình cảm giác như kiểu là mình bị hết hơi với kiểu bị khản tiếng mọi người, bởi vì nói quá nhiều. Có cơ hội chắc chắn là mình sẽ mua rất là nhiều sản phẩm về để review khách quan cho mọi người, để mọi người có thể chọn ra được sản phẩm phù hợp với làn da của mình nhá. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.